Yêu đúng ngày F0. Ăn tự nhiên đi Ellie, chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà rồi mà con. Dạ vâng ạ, con vẫn đang ăn tự nhiên mà bác. Bác nghe bà Trích bảo con đã đồng ý tham gia đợt tình nguyện một tháng của bệnh viện à? Dạ vâng ạ. Đội y bác sĩ bọn con sẽ đến các tỉnh biên giới phía Bắc để khám chữa bệnh miễn phí đó bác. Con và bà Trích đang chuẩn bị giữa năm nay là cưới rồi. Sao con lại đồng ý đi xa xôi thế làm gì? Lại còn là vùng giáp biên giới nữa chứ. Nguy hiểm lắm con. Mẹ à, mẹ đừng có lo. Ellie đi theo chính sách của bệnh viện và chính phủ. Cả chục bác sĩ y tá chuyên môn cao đi với nhau. Không phải ai cũng đủ tiêu chuẩn đi đâu ạ. Nhanh lên, hôm nay nhiều bệnh nhân đến quá. Anh có thấy kỳ lạ không? Mấy ngày nay, vùng này toàn thấy bệnh nhân mắc cúm, cảm lạnh. Mùa này nắng nóng, đâu phải cao điểm của cúm mùa đâu ta. Thuốc chúng ta dùng cho bệnh nhân cũng không khiến tình trạng bệnh nhân thuyên giảm. Bác sĩ Tony à, lại thêm rất nhiều bệnh nhân có biểu hiện như bệnh cảm cúm đến đây. Trạm xá của chúng ta quá tải rồi. Tôi với cô cứ tiếp nhận bệnh nhân đã, sau đó sẽ sắp xếp sau. Hai người dừng lại. Bệnh viện Trung ương cấp báo cho chúng ta đang có một loại virus lạ vô cùng nguy hiểm bùng phát ở các khu vực giáp biên giới. Biểu hiện bệnh mà virus này gây ra cần giống cúm mùa và lây lan qua đường hô hấp. Trời ơi, tất cả các y bác sĩ ở đây và những người có tiếp xúc với các ca bệnh đều đã bị cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện tại loại virus mới này đang bùng phát mạnh mẽ ở nhiều quốc gia. Nhiều nước đã ghi nhận nhiều ca tử vong trong khi vẫn chưa có thuốc đặc hiệu để điều trị. Mẹ bảo rồi có sai đâu. Cưới xin đến nơi rồi mà còn tham gia mấy cái tình nguyện đó làm gì không biết nữa. Đó, giờ con bé đang ở tâm dịch, không nhiễm bệnh mới lạ. Thế thì còn cưới xin cái gì nữa. Mẹ à, mẹ đừng có nói gỡ. Con đang lo cho cô ấy phát điên lên đây. Tình hình mấy ngày nay vẫn ổn chứ em? Hiện tại thì bệnh nhân quá nhiều, bọn em vẫn phải thăm khám, lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân nghi nhiễm mỗi ngày đó anh. Không được, như vậy quá nguy hiểm với em. Nhưng mà bệnh nhân còn bọn em anh à, anh đừng quá lo lắng nha. Ellie, cô sao vậy? Tỉnh dậy đi Ellie. Gì chứ, anh nói Ellie có những biểu hiện như các bệnh nhân nhiễm virus ư? Các anh có chắc chắn không? Biểu hiện bệnh thì khá giống với các bệnh nhân nhiễm virus, nhưng hiện tại chúng ta phải chờ kết quả xét nghiệm rồi mới có thể kết luận được. Con ơi là con ơi, trước đó con bé từng tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus, thế thì chắc chắn là bị lây nhiễm rồi còn cái gì. Virus này chưa có thuốc đặc trị, nhưng trên thế giới đã có rất nhiều ca đã chữa khỏi nhờ sức đề kháng của người bệnh thôi. Chúng ta phải lạc quan để còn động viên cho quay thêm sức mạnh vượt qua căn bệnh này. Tôi hiểu rồi, mong các anh ở đấy hãy giúp tôi chăm sóc thật tốt cho cô ấy. Và rồi nhiều ngày trôi qua, tình hình của Ellie cũng như nhiều bệnh nhân khác vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Điều này càng khiến tinh thần Ellie trở nên bi quan. Ellie à, em mệt cũng cố dậy ăn đi. Bà Trích gọi điện cho em nè. Hôm nay đỡ mệt hơn chưa em? Hôm nay em xem tin tức thấy lại có thêm ca tử vong. Nếu kết quả xét nghiệm đúng là em bị nhiễm virus thì sao anh? Không sao đâu em, em đừng có lo quá. Em sợ lắm. Nếu em mắc bệnh, nếu như em chết thì... Ellie à, em nghe anh nói đi Ellie. Em quên rồi sao? Chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ, chỉ vài tháng nữa là chúng ta sẽ kết hôn. Sao em có thể bi quan như thế? Em phải nhanh khỏe để còn kết hôn cùng anh chứ. Em đừng bỏ cuộc. Em sợ sẽ có ngày đó không anh? Hả? Cái gì? Con muốn kết hôn với Ellie ngay lúc này qua cuộc gọi video à? Con bị điên rồi sao? Mẹ à, mẹ nghe con nói đi mẹ. Con có biết dịch bệnh này nguy hiểm thế nào hay không? Con bé chắc chắn là nhiễm virus rồi. Lỡ con bé nó chết thì sao? Con sẽ thành quá vợ à? Mẹ à, cô ấy sẽ không chết đâu. Vẫn chưa có kết quả xét nghiệm, vẫn chưa thể khẳng định Ellie bị nhiễm virus được. Hoặc nếu trường hợp ấy xảy ra,
Con tin các y bác sĩ ở đó sẽ cứu chữa được cho cô ấy. Chúng ta phải lạc quan thì Ellie mới lạc quan lên được mẹ à. Con đừng có quên, ở đó là trung tâm dịch đó. Lỡ như Ellie của con cũng không quên, nhưng cô ấy vẫn hết mình chiến đấu cùng đồng nghiệp, thì làm sao đến lúc cô ấy gục ngã con lại bỏ cô ấy được à. Mẹ biết con và Ellie đã bên nhau nhiều năm như vậy rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ lấy cô ấy làm vợ. Nếu không, con sẽ hối hận cả đời mẹ à. Ừ, thôi mẹ hiểu rồi. Nếu chuyện kết hôn này có thể khiến Ellie lạc quan mà chống chọi lại với bệnh tật thì con hãy làm đi. Mẹ chỉ mong mà mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ như cậu Patrick muốn. Hy vọng điều này sẽ khiến Ellie nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vậy chúng ta bắt đầu thôi bác sĩ. Mọi người dẫn tôi đến đây làm gì? Hả? Lễ cưới của Ellie và Patrick ư? Cái gì thế này? Chắc em sẽ hơi bất ngờ. Anh xin lỗi trước nha vì chưa thể cho em buổi kết hôn long trọng hơn. Nhưng anh nghĩ sẽ không có ngày nào thích hợp hơn ngày hôm nay để chúng ta tổ chức hôn lễ đâu em. Anh làm cái gì vậy? Anh điên rồi à? Nếu em thật sự đã nhiễm bệnh, nếu em sẽ chết thì sao? Đến lúc đó thì anh sẽ thế nào? Nếu em lo cho anh đến vậy thì hãy cố gắng để khỏi bệnh và trở về với anh đi. Bởi vì dù có thế nào thì từ hôm nay em sẽ mãi là vợ của anh. Em phải có trách nhiệm với chồng của mình đó. Sao anh lại ngốc như thế hả? Em đồng ý làm vợ anh nha, Ellie. Trước cha mẹ hai bên, trước cha xứ, xin em, Ellie, đồng ý làm vợ anh nha. Em đồng ý. Anh yêu em, vợ ơi. Yeah. Mọi người ơi, có kết quả xét nghiệm rồi. Kết quả thế nào rồi? Kết quả của Ellie thế nào rồi? Tất cả chúng ta, kể cả Ellie, đều không bị nhiễm virus. Tuyệt quá rồi. Thật là hai tin vui lại cùng một ngày. Vậy là Ellie không sao rồi. Sau khi được xét nghiệm không bị nhiễm virus, Ellie cùng các y bác sĩ được trở về nhà. Hóa ra, Ellie bị cảm cúm nặng sau thời gian làm việc quá sức ở vùng biên giới. Nhưng chính sự nhầm lẫn ấy đã đem đến một hôn lễ có 102 đầy xúc động. Giá trị cuộc sống. Nhớ cẩn thận, kẻo hỏng hết hàng của ông đấy nhé. Chuyến này trừ đầu trừ đuôi xong, lãi vỏn vẹn được có 50 đồng bạc. Chán thật. À, làng bên có người đang bán gỗ, nghe nói giá hời lắm. Chiều ta phải sang đó xem sao. Vâng, mà ông vừa đi chuyến dài ngày về, nghỉ cho lại sức đã. Nghỉ là nghỉ thế nào, tiền nghỉ ai bù vào cho ông? Một thời gian sau. Con mời ông dùng bữa hả? Ông không ăn đâu, miệng cứ nhạt toẹt, ăn không thấy ngon. Đã gần tuần nay rồi ông chẳng ăn uống gì, ngủ thì chập chờn, mê sảng. Cứ thế này con e, có khi ông chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ông đừng có nói gỡ như thế chứ, ông còn trẻ khỏe thế này cơ mà. À đúng rồi, con có nghe nói trên núi Phong Lai có vị thần y có thể chữa được bách bệnh đấy ạ. Thần y ư? Người hãy lên núi một chuyến xem sao. Vâng. Nhớ đi sớm về sớm nghe không. Thôi con đi kẻo muộn ông nhé. Ừ, con mau đi đi. Chào ngài, ngài cho con hỏi, ngài có phải là thần y không ạ? Tôi không phải là thần y, chỉ là một người biết chút về y học thôi. Nếu anh không chê, tôi sẽ khám cho anh. Vâng, được thế thì còn gì bằng. Cảm ơn ngài. Người bị bệnh không phải là con, mà là ông chủ của con. Lúc nào ông ấy cũng lo lắng, cảm giác bồn chồn bất an, ăn không ngon, ngủ không yên. Đêm ngủ thường hay mơ sảng, giật mình thon thót như kiểu có ai dọa vậy á. Ông chủ của con làm nghề buôn bán, lúc nào cũng bận tối mặt tối mũi, chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Ta hiểu rồi. Bên trong này có ghi rõ phương thức chữa bệnh. Anh chỉ cần nói ông ấy, nhất nhất làm theo thì sẽ khỏi. Dạ con biết rồi, cảm ơn ngài.
ông ơi, con đã về rồi đây. Thế nào, có gặp được thần y không? Ngài không nhận mình là thần y, nhưng ngài có cây đơn cho ông đây ạ. Đi bộ trên cánh đồng quê, chơi với con, thăm bạn bè người thân ư? Thật nhảm nhí. Ông cứ thử đi ạ, biết đâu có hiệu quả thì sao? Chứ con thấy ông ở nhà mệt mỏi thế này cũng không phải là cách. Lâu lắm rồi ta mới có dịp đi bộ ngắm cảnh như thế này. Thật không ngờ quê ta lại yên bình và đẹp đến thế. Dạ, mời ông thưởng thức dưa chín bói đầu vụ của nhà con ạ. Chà chà, dưa ngọt mát quá. Ngươi cũng thử một miếng đi ớt. Con đang viết chữ đó hả? Để cha xem nào. Chữ này sai rồi, để cha chỉ cho con viết lại nhé. Vâng ạ. Bà ăn đi, dạo này nhìn bà gầy quá. Lâu lắm rồi gia đình mình mới quay quần bên mâm cơm thế này. Ước gì ngày nào cũng thế này ông nhỉ. Ừ, những lúc tôi nóng có hơi nặng lời, mình hãy quên đi nhé. Vâng. Ông Đinh có nhà không vậy? Ông còn dám vác mặt tới đây ư? Hôm nay tôi tới đây là để xin lỗi ông, chứ không phải có ý gì khác. Chỉ vì tham chút tiền lời mà tôi đã chặn mất nguồn làm ăn khi ông còn đang gặp khó khăn. Thật không phải, tôi biết giờ có nói gì đi chăng nữa cũng đã quá muộn. Bây giờ ông có chửi mắng tôi thế nào, tôi cũng xin nhận. Chuyện cũng đã qua rồi, tôi cũng chẳng muốn đôi co làm gì. Tôi mới được biếu ít trà thượng hạng, chúng ta cùng nhau thưởng thức nhé. Không biết ông ấy gọi chúng ta đến có việc gì nhỉ? Hôm nay tôi mời mọi người tới đây, trước là để xin lỗi, sau là để thanh toán số tiền còn nợ, cũng như số tiền đã khấu hao trước đây. Mong mọi người hãy bỏ qua cho tôi. Tôi biết mọi người vẫn còn chưa tin, nhưng tôi đảm bảo từ nay về sau sẽ không bao giờ có chuyện tương tự như trước đây xảy ra nữa. Nếu vậy chúng tôi cũng không trách cứ nữa. Sau này có việc gì cần giúp thì ông cứ gọi, chúng tôi sẵn sàng. Ừ, đúng vậy. Một tháng sau, nhờ vị thuốc của ông mà bệnh của tôi đã khỏi hẳn. Thật tình ông không có bệnh, mà chỉ thiếu đi vị thuốc để làm cuộc sống hạnh phúc hơn. Vị cuộc sống ư? Xin ông nói rõ hơn được không ạ? À? Ông thấy đây, xung quanh chúng ta là cả một bầu trời rộng lớn, nhưng chúng ta lại chỉ chú tâm tới một vài điểm mà bỏ qua những thứ khác. Cũng giống như chúng ta bị cuốn vào vòng danh lợi mà quên mất những phút nghỉ ngơi, vì bận rộn mà quên đi hạnh phúc hiện tại, và luôn giữ khư khư những mối thù hằn vụn vặt ở trong lòng. Lâu dần tích tụ lại sinh ra sự phiền muộn bệnh tật. Vì thế hãy biết dĩ hòa vi quý, thì bệnh tự khắc hết, hạnh phúc sẽ bền lâu. Bây giờ thì tôi đã hiểu, cuộc sống này tiền không phải là tất cả, mà những mối quan hệ tình cảm bên cạnh mới quý giá. Cảm ơn ông đã giúp tôi nhận ra điều đó. Tìm người hoàn hảo. Dạ, thú thực là em rất vui khi được làm quen anh. Em hy vọng quan hệ của chúng ta sẽ tiến triển trong thời gian tới. Anh hy vọng chúng ta sẽ là những người bạn tốt. Em mệt chưa? Để anh đưa em về. Cái gì? Lại chê nữa? Cứ thế này thì bao giờ anh mới cưới vợ đây? Em đừng có ồn ào nữa đi. Cưới vợ chứ không phải như mua mớ rau mớ cá đâu mà lựa đại cho được. Nhưng anh kén chọn đến bao giờ nữa? Anh có biết cô gái vừa rồi là người tốt nhất mà em từng gặp không? Hey, tốt gì chứ? Con gái con đứa gì mà bọc rực, có gì tuôn ra hết, chả ý nhị gì cả. Nếu anh thích người có ý nhị á, thì chẳng phải cô gái đầu năm mẹ giới thiệu quá hợp với tiêu chuẩn của anh rồi còn gì? Ừ, thì cô ấy có ý có tứ, nhưng mà ngoại hình thì không được bắt mắt. Em cũng giới thiệu với anh biết bao nhiêu người ưa nhìn rồi, nhưng anh cũng đâu có chọn ai. Thì người nào cũng được cái này lại hỏng cái kia. Em á là em gái anh mà thật chẳng hiểu nổi anh nữa. Xung quanh anh có biết bao nhiêu cô gái, rồi cả những cô được giới thiệu, vậy mà anh không ưng lấy một người. Gần 40 tuổi rồi mà anh vẫn vườn không nhà trống. Anh định ở vậy luôn hả? Làm gì có chuyện đó. Nhưng cưới vợ thì phải chọn một người xứng đáng với mình chứ. Nhất là ở vị trí của anh, một giám đốc trẻ tuổi, thành đạt, xung quanh bao nhiêu là mối quan hệ,
Vì vậy, vợ của anh phải hoàn hảo về mọi mặt, từ ngoại hình, tính cách cho tới tài năng. Hoàn hảo? Trời ơi, anh đạt tiêu chuẩn cao quá rồi đấy. Làm gì có ai hoàn hảo cơ chứ? Sao lại không? Chẳng qua người như vậy hơi hiếm gặp thôi. Anh tin nếu kiên trì, rồi anh sẽ tìm được một người phụ nữ như ý. Tìm đến bao giờ? Anh đừng nói là anh định tìm đến lúc tóc bạc luôn đó nha. Em đừng có mà trù ẻo anh. Rồi anh sẽ cho em xem. Liên, Liên, nhìn đây. Em thấy sao? Được không? Ờ, đây là... Là cô gái mà anh muốn lấy làm vợ. Em thấy được không? Ừ, thật ư? Cô gái này là ai? Quen biết anh thế nào? Anh gặp cô ấy trong một lần đi hội thảo. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã bị cô ấy hút hồn. Ngoại hình ưa nhìn, tính cách điềm đạm và cởi mở, kiến thức thì thật uyên thâm, đúng là một người hoàn hảo. Có lẽ trên đời này chẳng thể tìm ra được người nào tuyệt hơn cô ấy nữa. Thật ư? Tốt quá. Vậy quan hệ hai người tiến triển đến đâu rồi? Anh đã chủ động làm quen và có nhiều buổi cùng trao đổi công việc cũng như tán gẫu với cô ấy. Cuối tuần này anh quyết định sẽ tỏ tình nên anh tìm em giúp đỡ nè. Em sẽ cố gắng hết sức. Nhưng anh muốn tổ chức như thế nào? Anh muốn mọi thứ phải thật chỉnh chu, hoàn hảo. Anh chờ đợi một cô gái hoàn hảo suốt nhiều năm rồi, không thể nào tỏ tình với cô ấy một cách sơ sài được, hiểu chưa? Vâng, em hiểu rồi. Bạn tỏ tình hoàn hảo cho người phụ nữ hoàn hảo. Em đến có muộn không? Ồ, không, rất đúng giờ là đằng khác. Em ngồi đi, anh đã gọi cho em đồ uống ưa thích rồi đó. Cảm ơn. Dạ, sao em không biết nơi này nhỉ? Rất đẹp và lãng mạn. Thực ra tất cả là do anh chuẩn bị đấy. Tại sao? Tất cả là vì em. Anh muốn trở thành người đàn ông của đời em. Đồng ý làm vợ anh nhé. Cái này em rất cảm ơn anh, nhưng mà em không thể đồng ý được. Không, không ư? Tại sao? Anh rất quý em và em cũng chưa có người yêu. Nói thế nào đây? Em không thể đồng ý với anh vì em có hình mẫu lý tưởng của mình rồi. Và em chỉ tìm người đàn ông như thế thôi. Thật ư? Hình mẫu đàn ông lý tưởng của em là gì? Nhiều người nói em đòi hỏi cao quá. Nhưng với em, không như vậy thì em không yêu nổi. Em tìm một người đàn ông phải thật hoàn hảo về mọi mặt. Hả? Hoàn hảo về mọi mặt? Dạ, em xin lỗi. Mỉa mai thật, suốt bao nhiêu năm mình tìm một người phụ nữ hoàn hảo, nhưng rốt cuộc mình lại không phải một người hoàn hảo để phù hợp với người phụ nữ hoàn hảo ấy. Thật đúng là trớ trêu. Chú lừa con. Lừa con ơi, trời sắp tối rồi, chúng ta về hang thôi. Này, chú bướm kia, ta sẽ bắt được ngươi. Lừa con đi đâu thế? Quay lại bầy để về hang đi. Vẫn còn sớm mà mẹ, con ở đây đang vui thế này, về hang chán chết đi được. Mẹ đã nói còn bao nhiêu lần rồi mà con cứ không chịu nghe thế nhỉ? Trời tối là chúng ta phải về hang, ở ngoài này rất là nguy hiểm. Mẹ cứ lo lắng đâu đâu ấy, ngoài này thì có gì nguy hiểm cơ chứ. Con đã lớn thế này rồi, có còn phải trẻ con nữa đâu. Mà mẹ không thấy là so với các bạn thì con cũng cao lớn hơn hẳn đấy sao? Con thấy chẳng có gì đáng phải sợ cả. Kể cả ban ngày, khi sói đến chúng ta còn không kịp trở tay nữa là khi đêm xuống. Con còn cứ lanh quanh ngoài này, lỡ không may sói đến thì chẳng còn đường mà thoát thân đâu. Về ngay. Sói thế nào mà mẹ cứ sợ hãi thế nhỉ? Chắc mẹ chỉ làm quá lên thôi. Cứ nằm mơ thấy sói mãi. Mà sói thì có gì đáng sợ cơ chứ. Ôi, xem kìa. Hóa ra khi đêm về, mình sẽ biến thành chú lừa khổng lồ thế này đây. Thích quá đi. Thôi chết, hình như là sói. Nó bỏ chạy rồi kìa. Tưởng sói phải đáng sợ thế nào chứ. À, chắc hẳn là do buổi đêm khi mình thành lừa khổng lồ rồi thì sói phải sợ mình là đúng rồi.
Quá, tuyệt quá. Đúng là sói sợ mình mà bỏ chạy đi rồi. Mình phải đi báo cho mọi người biết mới được. Nhưng mà dù gì mọi người cũng ngủ say hết rồi. Mà chỉ cần một mình cũng khiến con sói kia sợ khiếp lên đấy thôi. Giờ thì mình phải đuổi theo cho nó một bài học mới được. Đến sáng mai, mọi người sẽ sáng mắt ra cho mà xem. Sói ở đâu nhỉ? Ngươi, ngươi là sói phải không? Ủa, một chú lừa con. Cháu đi lạc sao? Bác là Vượng, không phải sói. Cháu đừng có sợ. Bác Vượng ư? Cháu lại đang đi tìm sói cơ. Cháu bảo sao? Đi tìm sói ư? Thật là liều lĩnh và nguy hiểm. Cháu hãy mau mau quay về đi. Vừa nãy bác vừa gặp sói ở trong rừng đấy. Cháu mà cứ đi tha thẩn thế này rồi thì sẽ làm mồi cho sói thôi. Bác thấy sói ở trong rừng ư? Chắc cũng là con sói cháu vừa gặp thôi. Cháu phải vào tìm sói ngay mới được. Bác đừng có lo. Tối đến cháu đã hóa thành lừa khổng lồ rồi. Sói đến thấy cháu mới phải sợ đấy. Đây này, bác xem này. Cháu chẳng sợ sói đâu. Dừng lại lừa con. Cháu thật là ngốc nghếch. Đó chỉ là cái bóng. Lừa vẫn chỉ là lừa mà thôi. Làm sao mà nói lý với sói được chứ? Loáng một cái mà nó đã chạy đâu rồi không biết nữa. Hy vọng mình tìm được nó trước sói. À! Đúng là con lừa ngu ngốc tự đến nộp mạng cho ta. Ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Tha cho tôi đi. Có ai không? Cứu tôi với. Cứ kêu đi. Chẳng có ai cứu ngươi đâu. À, đứa nào to gan phá đám ta vậy? À, tình sói gian ác. Hãy biến đi. Đồ chen ngang đáng ghét. Hãy trả con mồi của ta đây. Không được đụng đến lừa con. Cũng may cho ngươi là hôm nay ta đã đủ no rồi. Lần sau nhất định ta sẽ không cho qua đâu. Đồ đáng ghét. Cháu có sao không? Dạ, không sao ạ. Cháu cảm ơn bác. Không sao là tốt rồi. Nào, để bác đưa về nhà. Ngươi thật là đáng ghét. Sao lúc thấy sói, ngươi chạy biến đi đâu vậy? Kìa, lừa con. Đó chỉ là cái bóng của cháu. Vào trong rừng sâu, nhiều bóng cây. Cái bóng của cháu sẽ bị bóng cây che phủ đi. Cái bóng? Nhưng rõ là lúc trước, sói thấy cái bóng to lớn của cháu, đã hoảng sợ bỏ chạy đi mà. Chắc là cháu nhìn nhầm bọn thú rừng nào đó rồi nói sói thôi. Chứ cái bóng thì sao có thể đánh sói được. Đó chỉ là hình ảnh phản chiếu lại hình dáng của chính cháu mà thôi. Thế mà cháu cứ tưởng. Chuyện gì cũng vậy, phải biết mình biết người. Đừng để sự ảo tưởng sai lầm về bản thân mà quên đi khả năng sự thật của mình. Cháu sẽ gặp nguy hiểm mà không phải lúc nào cũng may mắn như hôm nay đâu. Hãy nhớ, muôn đời sói gian ác có bao giờ sợ lừa đâu. Dạ, cháu hiểu rồi ạ. Thôi, cháu không sao là tốt rồi. Cháu thật may mắn đấy. Vết thương nhẹ này sẽ sớm khỏi thôi. Giờ hãy về nhà đi. Bác sẽ đứng đây canh chừng cho. Cháu cảm ơn bác. Bí quyết kinh doanh. Con trai này, con vào đây, ba có chuyện muốn nói. Dạ, vâng. Ba mở tiệm bánh nụ cười này cũng đã gần 20 năm. Nay ba đã già, muốn về quê chăm sóc cây kiểng, sống an nhàn. Còn con thì cũng đã khôn lớn, trưởng thành. Ba muốn giao lại tiệm bánh cho con thấy sao? Dạ, nếu ba đã tin tưởng con như vậy, thì con sẽ cố gắng hết sức để không làm ba thất vọng đâu ạ. Tốt, thế mới là con trai ta,
Ba tin vào con. Con cứ làm những gì bấy lâu tiệm bánh nhà ta đang làm là được. Thời gian qua, tiệm bánh của chúng ta đã rất phát triển. Tuy nhiên, thị trường ngày càng tăng mà số lượng bánh làm ra vẫn vậy thì không ổn. Vì vậy, tôi quyết định sẽ tăng số lượng lên gấp đôi. Ôi, không được đâu anh. Bánh của tiệm ta đặc biệt là ở chất lượng. Quy trình làm bánh rất nghiêm ngặt, lại chỉ thợ lâu năm mới làm được. Giờ mà tăng số lượng lên nhiều như vậy, thì kiểu gì cũng bị ảnh hưởng. Hơn nữa, nguyên liệu của chúng ta vốn rất hiếm, chỉ có thể nhập được một lượng nhất định mỗi tháng, làm sao mà đủ được ạ? Vậy thì không dùng những nguyên liệu đó nữa. Chúng ta sẽ thay bằng những nguyên liệu dễ tìm được, có trong nước. Các cậu không hiểu à? Giờ là thời buổi kinh doanh, phải đặt lợi nhuận lên hàng đầu, như thế tiệm mới phát triển được. Nhưng như vậy thì... Không nhưng gì cả, tôi đã quyết rồi. Ngày mai sẽ liên hệ, tìm nguồn nguyên liệu mới. Tiếp theo là tăng số lượng. Một thời gian sau, ôi ba, sao ba lại ở đây? Ba lên sao không gọi con ra đón? Ba muốn đến thăm con và tiệm bánh thôi. Con bận thế thì đưa đón làm gì? Ba đi taxi cho tiện. Mà ba thấy hình như tiệm hơi vắng khách. À, vâng ạ. Cho ba một miếng bánh và tách trà. Lâu rồi ba không được nhâm nhi hương vị bánh nhà mình. Nhớ quá. Dạ, để con xuống bếp làm ngay cho ba một chiếc ạ. Không cần đâu, trong tủ còn rất nhiều mà. Lấy cho ba tạm một cái đi. Nhưng mà... Lấy cho bác một chiếc bánh và một tách trà nhé. Dạ, vâng ạ. Mời bác dùng. Do con làm à? Dạ, do con làm ạ. Ừ, con có biết nó khác trước, đúng không? Dạ. Vậy, nó khác chỗ nào? Dạ, có thể là do nguyên liệu có một chút thay đổi ạ. Không phải, nó thiếu một thứ. Thưa ba, thiếu thứ gì vậy ạ? Con biết sao, ba lại đặt tên tiệm bánh là Nụ Cười không? Dạ, không ạ. Ba đã từng nói rằng ba luôn muốn làm ra những chiếc bánh có thể khiến mọi người hạnh phúc, mang nụ cười tới bất kỳ vị khách nào tới đây. Chiếc bánh không chỉ cần những thứ nguyên liệu ngon, sạch nhất, mà còn cần cả tâm huyết, trái tim của người làm bánh đặt vào trong đó. Thiếu những thứ ấy, cửa tiệm sẽ vắng khách ngay. Con đã thấy chưa? Ba, con hiểu rồi ba ạ. Con thật nông cạn. Con hứa với ba sẽ đưa tiệm bánh Nụ Cười vào đúng đường của nó. Nhiệt huyết và thành công. Này, chiều nay mình đi đá bóng đi. Này, cậu làm sao thế? Từ nãy đến giờ cứ thần mặt ra vậy. Tớ nói chuyện cậu không nghe hả? À, tớ đang nghĩ về bài giảng của thầy Leibniz. Thầy giảng hay quá. Trời ơi, bài giảng đó có gì hay đâu. Hơn nữa bọn mình học ngành kiến trúc, quan tâm gì đến những kiến thức hóa học đó chứ. Không hiểu sao tớ thấy bài giảng của thầy rất là lôi cuốn. Nhất là cái thí nghiệm thầy làm cho bọn mình xem đó. Cậu không thấy hấp dẫn sao? Chẳng thấy hay gì cả. Với tớ hả? Chỉ có những công trình kiến trúc mới đủ sức hấp dẫn thôi. Sao, con định chuyển ngành học ư? Dạ, con đã quyết định rồi. Mẹ ủng hộ con nhé. Mẹ không đồng ý. Tại sao con có thể vứt bỏ ngành kiến trúc đầy danh giá với những tương lai sáng lạng để theo đuổi cái môn hóa học vớ vẩn ấy chứ? Sao lại vớ vẩn ạ? Đó là một môn học rất thú vị. Hôm nay con đã được xem thầy Leibniz giảng ở trường. Những thí nghiệm của thầy rất là cuốn hút. Con trai à, con đã biết gì về hóa học đâu. Con phải học lại từ đầu, và như vậy rất mất thời gian và khó thành công. Còn kiến trúc, con đã có năng khiếu từ nhỏ, đạt được thành tựu chỉ trong nay mai thôi. Con nỡ vứt bỏ sao? Mất thời gian và khó khăn thì sao chứ? Con sẽ vượt qua hết. Con tin rằng
hóa học mới là con đường tương lai của con, chứ không phải là kiến trúc. Ngày mai con sẽ nộp đơn xin vào học viện kỹ thuật công nghệ. Con sẽ bắt đầu học hóa học ở đó. Mẹ ủng hộ con nhé. Mẹ đã nói không là không. Nếu con dám bỏ học kiến trúc thì hãy ra khỏi nhà này. Mẹ, nghe lời mẹ đi. Cố gắng học tốt ngành của con là được rồi. Con xin lỗi, con không thể làm theo lời mẹ được. Hey cô Lê, con. Mẹ, con mong mẹ hãy hiểu cho con. Con sẽ theo đuổi đam mê của mình đến cùng. Xin lỗi, cậu hỏi ai? Dạ, em là August Kekule ạ. Tôi rất bất ngờ khi cậu đến đây xin học, bởi tôi đã từng nghe đến tên của cậu. Nó gắn liền với thiết kế của ba tòa nhà lớn ở Darmstadt cách đây mấy năm. Dạ, đó là thiết kế của em từ thời trung học, thưa thầy. Điều đó chứng tỏ cậu là một kiến trúc sư có tài, tương lai rất rộng mở. Thế nên không lý do gì để chuyển sang nghiên cứu hóa học cả. Nhưng từ sau khi nghe bài giảng của thầy thì em biết niềm đam mê thật sự của em là hóa học. Nếu được sự chỉ dạy của thầy, em tin em sẽ thành công. Đó chỉ là sự nông nổi của tuổi trẻ thôi. Mẹ cậu cũng đã gọi điện nhờ tôi khuyên cậu. Tốt nhất cậu hãy trở về nhà và xin lỗi mẹ đi. Thưa thầy, nhưng... Mời cậu về cho, tôi đang rất bận. Thưa thầy, thầy đừng đuổi em mà. Thầy lấy biết, em không phải nông nổi, em thật sự rất nghiêm túc. Nếu thầy không nhận em vào học, em sẽ đứng ở ngoài này đến khi thầy đồng ý mới thôi. Tùy cậu. Em sẽ chờ, em nhất định phải theo học thầy. Thầy, cậu ở đây cả đêm qua sao? Mưa to như thế mà cậu vẫn không về nhà à? Thầy nhận em làm học trò nhé. Em thật sự rất muốn theo học thầy. Cậu thật sự muốn theo đuổi ngành này à? Sẽ rất vất vả và khó khăn đấy. Hơn nữa, cậu lại không được sự ủng hộ của gia đình. Mọi chuyện đều phải tự lo. Cậu có làm được không? Em làm được, xin thầy hãy tin ở em. Khó khăn cách mấy, em cũng vượt qua được, chỉ cần em theo đuổi được đam mê của mình. Thôi được, tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Thầy, em cảm ơn thầy. Dưới sự hướng dẫn của thầy Leibniz, Kekule bắt đầu bước vào con đường nghiên cứu hóa học. Trải qua bao khó khăn gian khổ, ông đã thành công và trở thành nhà hóa học vĩ đại của nhân loại. Tên tuổi của ông gắn liền với lý thuyết về cấu trúc vòng benzen. Ông là August Kekule. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.